Má tôi ếch bằm xào xả ớt và ruột heo xào khóm. Tôi nhớ má tôi thường hay mua ếch sống về nhà để làm món gì mà có thể tôi không biết tên, tên nói gọi cho tiện là ếch bằm xào xả ớt. Tôi đã cố gắng tìm hết hàng trăm hình ảnh trên Google cũng chẳng thấy đĩa ếch xào xả ớt mà trông giống má tôi đã làm. Những con ếch bị sâu bởi những sợi lạt vào eo bụng của ếch. Tôi đã thường hay chú ý cách làm ếch của má tôi vì có lẽ tôi rất tội nghiệp những con ếch lắm. Hai con mắt lồ lộ của ếch như đang chăm chăm nhìn tôi với hai chân trước của nó chấp vào nhau. Như chớp tay vái lia, một lạy, hai lạy, ba lạy, dường như van xin được tha mạng sống. Hai ngón tay cái và trỏ của tay trái, má tôi nắm chặt eo ếch để đầu ếch dí xuống tấm thớt me. Chặt một cái cụp vào đầu ếch ngay phần dưới hai con mắt ếch. Đầu ếch lìa khỏi xác nhưng hai con mắt và bốn chân vẫn còn cử động, vẫn còn vái vài lần, rồi từ từ mới nằm im, sau này học môn vạn vật. Thầy cô dạy về dây thần kinh phản xạ co rút của loài ếch. Tôi mới biết, sau khi lột da và mổ bụng vứt bỏ bộ đồ lòng, má tôi băm nhuyễn thịt ếch cả xương lẫn thịt. Bỏ vào chảo nóng với chút ít dầu mỡ thật nóng với vài tép tỏi đập dập và cho rất nhiều xả ớt bầm cộng với tí gia vị cà ri hay bột nghệ, nước mắm, đường vào xào chung. Rồi bớt lửa nhỏ riu riu cho đến thịt ếch giả rời ra thành nhiều cục nhỏ nhỏ như hạt lựu cho đến khi ngả màu hơi vàng xám là chín khô. Chỉ cần bỏ một muỗng ếch xào xả ớt với cơm nóng trộn đều là ăn quên thôi luôn, tuyệt lắm đó bạn. Ruột heo xào khóm có lẽ là món mà tôi thích ăn nhất, ruột già chứ không phải ruột non nhé. Món này rất công phu ở khâu rửa cho thật sạch bằng cách lộn phần trong của ruột ra ngoài, khử mùi hôi bằng muối, rượu và giấm. Ruột được cắt thành khoanh nhỏ khoảng 2-3 cm. Khóm sau khi được lượn vỏ, rồi cắt khoanh, một khoanh được cắt ra thành 4 hoặc 6 miếng. Bắt chảo nóng, bỏ vô vài tép tỏi, nêm tí muối, đường, nước mắm, xào qua xào lại với một ít rau cần ta. Rồi đậy nắp chảo ít phút. Nước từ khóm chảy ra thấm vào ruột làm mềm ruột chừng 5 đến 7 phút là chín rồi, thêm tí tiêu, hành, ngò nữa là xong. Nước khóm sền sệt mang theo mùi vị của ruột già chan vào cơm trắng cũng đủ quá ngon rồi. Khóm đã làm ruột già không bị dai. Độ dai vừa đủ để làm ngon cho khẩu vị, bùi bùi, béo béo, mặn mặn, chua chua. Ngọt ngọt, dai dai, nhai kèm với tí ớt cay thì rất tuyệt. Ông nội tôi cũng rất thích món này với vài ly rượu trắng. Đời tôi chỉ nhớ nhất hai món này và món dế cơm trong bụng có bỏ hột đậu phụng. Lăn với tí bột rồi chiên giòn, rồi cuốn với rau sống chấm nước mắm, chanh, đường, tỏi, ớt. Qua Mỹ này, mấy chục năm sống ở Mỹ, tôi vẫn chưa thưởng thức lại ba món ăn này. Để tìm hiểu xem cái khẩu vị năm xưa, giờ đây nó sẽ như thế nào. Tôi nghĩ, dẫu có ăn lại, chắc cũng không bao giờ có thể so sánh được bằng bàn tay khéo nấu ăn của má tôi. Cuộc sống của má tôi rất bình dị, đơn giản. Má tôi chỉ vui thích với nấu ăn, trồng rau và chăm sóc mấy cháu nội và cháu ngoại. Tuy má tôi có chặt đầu ếch nhưng tôi chưa từng thấy bà gây lộn, cãi lộn, giận dữ, la mắng hay lớn tiếng đối với ai bao giờ, kể cả đối với con cháu. Có lẽ suốt một cuộc đời tôi chưa từng thấy má tôi đã làm một điều gì cho bất cứ ai buồn, ai giận, kể cả ba tôi. Hai người chưa từng to tiếng hay cãi vả với nhau bao giờ. Lúc đó, ở Việt Nam, muốn ăn gà, vịt hay ếch thường phải mua con sống để mang về nhà rồi tự làm thịt mà ăn. Chứ không có bán sẵn như ở những siêu thị tân tiến như bây giờ. Có một lần, má tôi nhờ tôi cắt cổ một con gà. Chân tôi đạp hai cánh gà, nhổ lông cổ gà xong, tôi cứa một phát nhẹ nhẹ da gà như cao su. Chỉ đứt ra một chút xíu là tôi đã run lên sợ hãi, như tưởng rằng có ai đó đang kề dao cắt vào cổ tôi. Tôi bỏ dao xuống, không thể tiếp tục được nữa, nỗi sợ hãi lên đến tận đỉnh,